Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay nhà em đang đóng ít cây sỉ và cây lẻ cho khách. Thì em quay lại một đoạn clip để giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái cách đóng và xếp cây của nhà em để đảm bảo khi mà cây chuyển đi cho cô bác, anh chị và các bạn ở toàn quốc thì cây nó vẫn khỏe và đẹp và phát triển tốt ạ. Đây, hôm nay nhà em đang đóng hồng xiêm. Cái hồng xiêm mà khách sỉ lấy, đối với khách sỉ lấy số lượng nhiều thì nhà em sẽ buộc bó, buộc túng bó như thế này. Cây thì toàn hầu như là toàn là cây 1 mét nha cô bác anh chị. Em thì em vẫn báo là 80 phân đến 1 mét, thế nhưng mà hầu như là tất cả các cây mà nhà em đóng cho cô bác anh chị và các bạn hầu như là cây 1 mét hết. Đặc biệt là trên cây thì một số cây đang bắt đầu ra hoa hoặc là quả nhỏ. Không phải là 100% tất cả các cây đều ra hoa và quả nhỏ, nhưng có rất nhiều cây đã có hoa và quả nhỏ rồi. Tuy nhiên là các cô bác anh chị và các bạn về trồng cái loại này thì mình nên vặt hết cái hoa và quả đi. Cây nhà em thì gốc thẳng đều đẹp. Cô bác anh chị khi mà mua cây bên em thì cứ yên tâm, gốc thẳng đều đẹp và cây 2-3 lộc luôn. Cây 2-3 lộc đã ra nhánh hết rồi. Những cái cây này các cô bác anh chị và các bạn về trồng thì chỉ trong vòng 3 đến 5 tháng là có hoa có quả. Đối với những cái cây mà chưa có hoa có quả. Còn những cái cây có hoa có quả rồi thì cô bác anh chị và các bạn mình về mình trồng thì cũng nên vặt nó đi để nuôi cây cho cây nó khỏe. Đối với cây mà khách sỉ lấy số lượng nhiều thì nhà em sẽ bó từng bó như thế này. Sẽ buộc vào từng bó như thế này ạ. Mỗi bó là 10 cây để xếp lên xe. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn lấy tầm 1 đến 200 cây thì nhà em sẽ đóng vào một cái sọt. Mỗi sọt là 100 cây nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị lấy từ 100 cây thì thường thì nhà em đóng là cứ mỗi sọt là 100 cây. Còn nếu mà mọi người xếp thẳng lên xe tải ấy thì nhà em sẽ buộc như thế này. Cứ mỗi cái buộc này là 10 cây. Đây, hôm nay là nhà em đang sắp cây để xếp xe cho khách sỉ mọi người lấy để bán đấy ạ. Còn đây là cái cách đóng lẻ của nhà em. Đây là em đang đóng cho khách 20 cây. 20 cây trong một hộp. Cái hồng xiêm này thì em bán lẻ là 50.000 một cây. Từ 10 cây, nghĩa là dưới 10 cây, từ 10 cây trở về thì là 50.000 một cây. 10 cây miễn phí ship ạ. Cô bác anh chị và các bạn mua 10 cây thì là 500.000 miễn phí ship. Đây, em đang đóng 20 cây đây. Còn 20 cây thì là 750.000 miễn phí ship nha cô bác anh chị. 20 cây là 750.000 miễn phí ship. Cây nhà em thì hầu như là toàn cây 8-90 phân đến 1 mét. Cô bác anh chị và các bạn nếu mà mình trồng ít ấy, thì cô bác anh chị có thể... nếu mà mình trồng ít thì mình có thể gọi điện vào số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn cụ thể và đóng gói để chuyển đến tận nhà cho cô bác anh chị và các bạn ạ. Nếu cô bác anh chị và các bạn lấy số lượng nhiều từ 100 cây trở lên thì nhà em đang bán cái loại này là 25.000 một cây. 25.000 một cây nha cô bác anh chị. Và từ 100 cây trở lên thì nhà em chỉ gửi xe khách hoặc là xe tải. Tiền xe thì các cô bác anh chị và các bạn khi mà nhận cây thì mình sẽ trả tiền xe sau. Còn cây thì em bán 25.000 một cây như thế này. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn mua từ 20 cây, từ 20 cây thì giá 35.000 một cây. Còn mua dưới 10 cây thì là 50.000 một cây. Thực ra cái giá cây em báo cho cô bác anh chị và các bạn đó ấy, nếu mà cô bác anh chị và các bạn mua lẻ thì nhà em phải thuê người đóng gói này, phải mua bìa này. Nói chung là
phải cái tiền mà cô bác anh chị mua cái giá cao hơn ấy thì để nhà em để bù vào cái chi phí đóng cây thôi. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn mua số lượng nhiều thì bao giờ giá cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây, cái cây gọi là cây giống như thế này đây, nhưng mà có rất nhiều cây đã có quả rồi. Cái quả này thì em vẫn gửi cho cô bác anh chị và các bạn. Tuy nhiên là cô bác anh chị và các bạn về thì mình nên vặt nó đi nhé. Vặt nó đi để nuôi cây cho cây nó phát triển tốt ạ. Hồng xiêm xoài là một cái loại cây ăn quả thuần với khí hậu Việt Nam và rất là dễ trồng, phù hợp với tất cả các loại đất nha cô bác anh chị. Hồng xiêm xoài là một loại rất là dễ, đặc biệt là ít sâu bệnh, lại ra quả quanh năm nữa. Vì thế mà nó có thể phù hợp để cô bác anh chị và các bạn trồng làm kinh tế. Đây, có những cái cây có quả to rồi là quả bé rồi. Tuy nhiên là không phải là cây nào cũng có quả. Nhưng ở trong cái lô này thì có rất nhiều cây đã có hoa có quả rồi. Vì thế mà các cô bác, anh chị và các bạn khi mà mua cây bên em thì mọi người cứ yên tâm là nhà em cam kết chuẩn giống. Nhà em thì không chỉ có riêng hồng xiêm xoài mà có tất cả các loại cây ăn quả trong nước cũng như là cây nhập khẩu. Nếu cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc là mình muốn mua trồng cái loại cây nào thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số 0977 516 966 hoặc là số 0927 38 68 66 ạ. Nhà em sẽ tư vấn trực tiếp cũng như là sẽ chốt đơn và chuyển đi cho cô bác anh chị và các bạn trong cả nước. Đây là nhà em đang đóng 20 cây để ship đến tận nhà cho cô bác anh chị đấy. 20 cây thì người ta cũng thì em cũng sẽ gửi ship đến tận nhà cho cô bác anh chị và các bạn. Đóng như thế này thì đảm bảo cây đến tận nơi, cây đến tận nơi, đến tận tay cô bác anh chị và các bạn, cây vẫn tươi và khỏe đẹp bình thường. Đóng rất là vuông vắn và cẩn thận luôn ạ. Đó. Khi mà đóng như thế này thì chuyển đi, nhà em có thể chuyển toàn quốc mà cây không bị ảnh hưởng gì luôn. Em xin phép được dừng video tại đây nha. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Đó, cây được đóng rất là cẩn thận luôn.